Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, Lâm Động thi triển Hoang Vu Yêu Nhãn, thành công đánh bại Tưởng Hạo và trở thành đại đệ tử chân truyền thứ 5 của Hoang Điện. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Cứ như vậy, trong thời gian một tháng lại trong sự yên tĩnh này mà trôi qua, trong một tháng này, Lâm Động cũng được xem là dần dần hòa nhập vào cái nơi Hoang Điện xa lạ mà vô cùng thân thiết này, có lẽ sau này. Nơi này sẽ trở thành một ngôi nhà thứ hai của hắn, chí ít đến hiện tại, đối với điều này, cho dù là Lâm Động từ trước đến giờ tâm tính vẫn luôn cẩn thận, trong lòng cũng không sinh ra ý bài xích như trước nữa. Đi ra trước Vũ Kỹ Điện, Lâm Động cũng không bất ngờ khi gặp Ngộ Đạo đang đứng chắp tay đợi ở phía trước. Khoảng thời gian một tháng này hắn gặp mặt ông ta tương đối ít, có lẽ trong đạo tông cũng có không ít chuyện, thân là phó điện chủ Hoang Điện, Ngộ Đạo hiển nhiên bận rộn hơn nhiều. So với hắn, một kẻ chỉ biết vùi đầu vào việc tu luyện, người tiểu tử này lại thực sự biết cách tạo quan hệ à, thời gian không đến một tháng đã mua chuộc được lòng Mạc sư huynh. Hiện tại ngay cả ta cũng không được cho phép vào làm phiền người lúc người đang tu luyện nữa. Ngộ Đạo thấy Lâm Động đi ra cũng không nhịn được, vừa cười vừa mắng. Lâm Động mỉm cười, hắn không biết rõ tình hình, không ngờ của Mạc sư thúc có tính cách như thế, lại dám đuổi cả Ngộ Đạo ra ngoài như thế. Ngộ Đạo sư thúc, có việc ư? Lâm Động nháy mắt mấy cái, cười híp mắt nói, lần này ngươi phải xuất tông một chuyến. Bên trên có đưa xuống một vài nhiệm vụ cần đám đệ tử các ngươi phải hoàn thành, coi như là ngươi ra ngoài luyện tập một chuyến đi. Ngươi là người mới, cho nên cũng không phải phụ trách trách nhiệm bao nhiêu, dù sao vẫn còn có các đệ tử khác trong các điện, coi như là ra ngoài thích ứng một chút đi. Ngộ Đạo vừa cười vừa nói, xuất tông sao? Lâm Động sửng sốt một chút, sau đó vẫn gật gật đầu, hắn biết rõ loại tông phái siêu cấp thế này, phần lớn đều sẽ giao cho đệ tử một vài nhiệm vụ xem như là cơ hội để rèn luyện, mà trước mắt, dường như hắn đã nhận được một cái, đi theo ta dẫn ngươi đến gặp mặt mấy người đồng hành lần này của ngươi trước. Ngộ Đạo hướng về phía Lâm Động cười cười, sau đó liền quay người lướt đi. Lâm Động hồ nghi nhìn theo bóng dáng của Ngộ Đạo, lúc trước nụ cười của lão già này rõ ràng là có chút cổ quái. Nhưng mà lúc này hắn không nghĩ ngợi nhiều, thân hình khẽ động, nhanh chóng đi theo, hai người lướt qua dãy núi chỗ Hoang Điện, sau đó hướng đến một đỉnh núi khổng lồ ở phương Bắc phóng tới. Lúc rơi xuống mặt đất, ánh mắt Lâm Động nhanh chóng nhìn quanh, sau đó biểu hiện trên mặt liền ngưng trọng một lát. Lúc này, trên sân thượng, một thiếu nữ trẻ tuổi áo trắng váy xanh đang lười biếng nhìn hắn chằm chằm, trong đôi mắt to long lanh kia lộ ra một chút cảm giác trêu đùa tinh quái, cùng với một loại kinh ngạc được che giấu khá kỹ. Thiếu nữ này chính là cô nàng lúc Lâm Động vừa vào đạo tông đã cho rằng hắn là một kẻ nói khoác mà không biết ngượng, tự cho mình là đúng, Ứng Hoan Hoan. Ánh mặt trời từ trên bầu trời chiếu xuống, trở thành vệt sáng, chiếu rọi trên người thiếu nữ mềm mại, nhỏ nhắn và thon dài, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt. Mái tóc dài đen nhánh được người thiếu nữ buộc thành đuôi ngựa thả buông dài xuống chỗ eo, chỗ đuôi ngựa mang theo một chút đường cong, một loại thanh xuân và sức sống, lặng yên lan tỏa ra, khiến cho tinh thần của những người xung quanh đều âm thầm chấn động. Bất kỳ ai khi lần đầu tiên trông thấy thiếu nữ thanh khiết này, e rằng tâm tình đều có chút vui sướng, chỉ có điều Lâm Động lại là ngoại lệ. Hắn nhìn đôi má xinh đẹp của Ứng Hoan Hoan, lại không kềm được sờ sờ mũi, không ngờ người bạn đồng hành lần này lại là nàng ta, bây giờ hắn cũng đã hiểu rõ vì sao nụ cười của Ngộ Đạo lúc nãy lại cổ quái như vậy. Thì ra lão già này sớm đã biết rồi. Ánh mắt của Lâm Động dừng lại một chút trên người Ứng Hoan Hoan, sau đó liền bỏ sang một bên, nhìn về phía bên cạnh. Ở nơi đó còn có hai gã man tử đứng ngạo nghễ. Hai người này dáng người cao gầy, bộ dạng cũng là có chút bình thường, hai người một mặc áo trắng, một mặc áo đen, thoạt nhìn cũng có chút dáng vẻ khí vũ hiên ngang. Chỉ có điều trong ánh mắt mà bọn họ ngẫu nhiên liếc nhìn Lâm Động, không khó phát hiện một loại khí chất cao ngạo. Đương nhiên Lâm Động cũng chẳng có suy nghĩ gì đối với việc này, những năm gần đây Hoang Điện luôn ở vị trí thấp nhất, khi những đệ tử khác của Tam Điện nhìn thấy bọn họ, khó tránh tự nhiên có chút cảm giác ưu việt như vậy. Hơn nữa, từ bên trong cơ thể hai người này phát ra một loại nguyên lực ba động không thua kém gì đám người Tường Hạo, cũng làm cho Lâm Động hiểu ra, hai người này trong điện của bọn họ có lẽ có địa vị không thấp, thậm chí nói không chừng cũng là thân phận đại đệ tử thân truyền, có chút ngạo khí cũng là hợp tình hợp lý. Ha ha, người của Hoang Điện cũng đến rồi sao? Đứng phía trước ba người Ứng Hoan Hoan, một lão già tóc trắng cười tủm tỉm nhìn Ngộ Đạo cùng với Lâm Động vừa đáp xuống giữa sân, cười nói. Ngộ Đạo cười gật gật đầu, chắp tay với lão già tóc trắng kia, sau đó nói với Lâm Động, đây là trưởng lão Bạch Hoa, tiểu tử này chính là người gần đây đã gây ra náo động không nhỏ của Hoang Điện các ngươi. Lâm Động đấy sao, phò điện chưa quá một tháng đã trở thành đại đệ tử thân truyền, tốc độ này có thể thật sự phá kỷ lục đạo tông chúng ta rồi đấy. Trưởng lão Bạch Hoa nhìn chăm chăm Lâm Động, cười nói. Giọng nói của trưởng lão Bạch Hoa vừa kết thúc, ánh mắt của Ứng Hoan Hoan ở phía sau lão đã không nhịn được lườm Lâm Động một cái. Sự việc này nàng ta hiển nhiên cũng nghe nói qua,
Mà ngay khi nhận được tin tức này, không chỉ nàng, ngay cả tỷ tỷ Ứng Tiếu Tiếu của nàng cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên đều là chưa từng ngờ tới Lâm Động lại có thể trong khoảng thời gian nhanh như vậy trở thành đại đệ tử thân truyền của Hoàng Điện. Trưởng lão đã quá khen, chẳng qua là các sư huynh khiêm nhượng mới để cho ta thuận lợi vượt qua. Lâm Động mỉm cười nói, đối với những lời nói khiêm tốn này của Lâm Động, trưởng lão Bạch Hoa nghĩ đến có chút ưa thích, vuốt vuốt chòm râu gật gật đầu nói với Ngộ Đạo, không kiêu ngạo không nóng nảy là một hạt giống tốt, Hoàng Điện ngươi lần này vận khí không tệ a. Đúng vậy, Ngộ Đạo cười lớn một tiếng, không hề có chút khách khí nào. Biểu hiện trong khoảng thời gian này của Lâm Động có thể nói là nhiều lần vượt quá dự liệu của hắn. Dựa theo loại tốc độ này, chỉ cần cho Lâm Động thêm một chút thời gian, có lẽ thành tựu sau này nhất định sẽ rất cao. Trưởng lão Bạch Hoa cười cười, lúc này ánh mắt nhìn bốn người Lâm Động chung quanh, nói, lần này bốn người các ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, do Hoan Hoan dẫn đầu. Còn nhiệm vụ chính xác, đợi sau khi xuất phát, nàng ta sẽ nói rõ với các ngươi. Nghe được những lời của trưởng lão Bạch Hoa, Lâm Động liền sửng sốt một chút, ánh mắt không kềm được có chút hồ nghi nhìn cô nàng Ứng Hoan Hoan mặc áo trắng váy xanh trước mặt, để cho một cô nàng thoạt nhìn có chút thanh khiết mơ mộng dẫn đầu hay sao. Khóe miệng Lâm Động hơi nhếch lên, dù sao hắn cũng là người bước ra từ chiến trường viễn cổ, không ngờ bây giờ lại phải để cho một tiểu nha đầu này làm người đứng đầu, xuất phất thôi. Ánh mắt Ứng Hoan Hoan tràn ngập sức sát thương lườm Lâm Động một cái, sau đó cũng lười tiếp tục dây dưa nữa, bàn tay thon dài trắng như ngọc đưa ra, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, khiến cho người ta có cái cảm giác nhìn không rời ánh mắt được. Véo, ngón tay ngọc nhỏ nhắn của Ứng Hoan Hoan ở chỗ hư vô trước mặt tùy ý vẫy một chút, lại có âm thanh trong trẻo im lặng truyền ra, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra trên bầu trời. Quác, ngay khi làn sóng âm kia khuếch tán đi không lâu, chỉ thấy được cách đó không xa, trong một ngọn núi cực lớn xanh một tiếng kêu lớn vang đến, sau đó một con đại bàng màu xanh đen liền vỗ cánh mang theo cuồng phong bay đến phía trên sân. Đi thôi, đi nhanh về nhanh. Thân thể mềm mại của Ứng Hoan Hoan khẽ động, liền lướt qua thanh điều, hai tên đệ tử của Điện Điện và Hồng Điện kia nhìn thấy vậy, cũng nhanh chóng đi lên theo. Lâm Động hơi chút chần chờ, chắp tay chào Ngộ Đạo và Bạch Hoa một cái, lúc này mới lướt lên. Soạt, sau khi ba người lướt lên thanh điều, bàn tay ngọc của Ứng Hoan Hoan vỗ nhẹ lên thân thanh điều một cái, còn thanh điều kia liền vỗ mạnh cánh, mang theo cuồng phong gào thét, nhanh như thiểm điện bay vút ra. Trên sân bên dưới, Ngộ Đạo nhìn theo thanh điều đã bay xa, lúc này mới quay đầu, nói, lần này bọn họ sẽ đi Huyết Nham Địa ư? Nơi đó rất hỗn loạn, long xà lẫn lộn, để bốn người trẻ tuổi bọn họ đi không có việc gì chứ? Ngộ Đạo nhíu nhíu mày, nói, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, đạo tông chúng ta ở đó có một cái quặng mỏ niết bàn tinh khoáng, nghe nói lần này có chút dị động, nghĩ lại có lẽ là yêu thú quấy phá, bốn người bọn họ cũng đều là những người nổi bật trong tứ điện, có lẽ có thể ứng phó được, Bạch Hoa cười nói. Nghe vậy, Ngộ Đạo cũng không nói thêm lời nào nữa, chỉ có điều trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện cảm giác bất an. Phía trên chân trời, thanh điều vỗ vỗ đôi cánh lớn, cuồng phong đột khởi, với tốc độ như vậy thật là có chút cảm giác nhanh như thiểm điện vậy. Lâm Động xếp bằng trên lưng rộng lớn của thanh điều, còn thanh điều này hiển nhiên cũng không phải là con vật tầm thường, quanh thân đều có năng lượng mạnh mẽ tuôn ra, chống đỡ các luồng phong áp phía trước mặt, bởi vậy ngồi trên lưng nó sẽ không cảm giác được cuồng phong mạnh mặt mà tới. Trên lưng thanh điều, Ứng Hoan Hoan ngồi trước nhất. Hai tên đệ tử của Điện Điện và Hồng Điện kia và nàng ta tựa hồ cũng quen biết nhau, ngồi bên cạnh nàng vui vẻ trò chuyện. Lâm Động có thể cảm thấy hai người này dường như đối với Ứng Hoan Hoan có chút ái mộ. Đối với việc này, Lâm Động cũng không thấy bất ngờ. Ứng Hoan Hoan thiên phú tuyệt hảo, lại xinh đẹp đáng yêu, cái loại sức sống thanh khiết đó dường như có thể cảm nhiễm được người khác. Cho dù là Lâm Động, đôi khi cũng khó tránh có xúc động, cho nên hai tên đệ tử này thích nàng cũng không có gì là kỳ quái. Ánh mắt Lâm Động dần dần rút khỏi đám ba người Ứng Hoan Hoan, ánh mắt nhìn cánh rừng bao la bạt ngàn lùi dần về phía sau cùng với tốc độ bay cực nhanh của thanh điêu, trong lòng lại không kiềm được mà nghĩ đến Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, cũng không biết bọn họ bây giờ thế nào rồi. Này, lúc Lâm Động thoáng có chút thất thần, đột nhiên một giọng nói trong trẻo từ phía trước truyền đến, hắn ngẩng đầu lên, chợt ngơ ngác một chút, lúc này cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại, thiếu nữ mặc áo trắng váy xanh hơi nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm. Mái tóc đuôi ngựa đen nhánh lướt qua chiếc cổ trắng như tuyết của nàng, đôi mắt to long lanh giống như hồ nước, xinh đẹp lạ thường, sao thế? Trong lòng thất thần vì một màn thoáng qua làm động lòng người, thế nhưng rất nhanh Lâm Động cũng phục hồi lại tinh thần, nói, ngươi không hòa đồng với mọi người sao, mọi người đều là sư huynh đệ, ngươi như thế này sẽ làm cho người khác cho rằng ngươi rất cao ngạo, bình thường đệ tử đạo tông chúng ta hành sự, cũng không phải là như vậy, Ứng Hoan Hoan nói, những lời chỉ đạo như thế, lại phối hợp với dung nhan thiếu nữ của nàng ta. Quả thực làm cho người ta có chút buồn cười.
Lâm Động cũng có chút bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ đây không phải là các người cố tình cô lập ta hay sao, sao lại là ta cao ngạo. Lần này ra ngoài, chúng ta coi như là bạn đồng hành rồi, ngươi là người mới, ta sẽ chăm sóc ngươi một chút, cũng đừng lo lắng. Cứ coi như một trận luyện tập vậy, lúc ra đi ngươi tứ chi kiện toàn, khi trở về ta cũng sẽ không để ngươi mất đi một miếng thịt nào đâu. Ứng Hoan Hoan nở nụ cười dịu dàng nói, Lâm Động vuốt mũi, cũng không nhịn được bật cười, trong lòng đối với người con gái trước mắt có chút hảo cảm. Mặc dù tính cách nàng có chút tinh quái, nhưng mà cũng không thực sự xấu. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.